Diên Thái à? Cô làm cái gì đấy hả? Anh còn chối nữa à? Ây, chết tiệt. Cô Dương, cô đang làm cái quái gì vậy hả? Ông chủ, anh ta biến thái, bò dưới đất để nhìn trộm tôi. Ủa, cái gì? Tôi nhìn trộm cô á? Này, chẳng qua là cái len mắt cận của tôi nó bị rơi, tôi đang tìm nó thôi, cô hiểu chưa? Anh còn chối nữa à? Thế cô nói thử xem, cô có cái gì không mà tôi phải nhìn trộm cô? Này, đây là cách mà anh nhận nhân viên của mình đối xử với khách hàng đấy à? Anh dám? Cô Dương, tôi bảo cô xin lỗi khách hàng đi. Nhưng mà rõ ràng là anh ta... Tôi bảo cô xin lỗi khách hàng đi. Nhưng mà tôi không sai, tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Này, cô kia. Anh ạ, thôi thì nhân viên quán em nó thái độ không tốt, em sẽ chỉ bảo lại. Mong anh đừng giận ạ. Còn bây giờ thì anh ngồi xuống ghế này, em bôi thuốc cho anh nhé. Không cần, tôi sẽ không bao giờ quay lại cái quán cà phê của anh. Vì thiếu lịch sự với khách hàng này, thiếu tử tế với khách hàng của anh thêm một lần nào nữa, anh hiểu chưa? Anh ơi. Cô Dương! Rõ ràng là anh ta biến thái giở trò với mình, thế mà lại trách mắng đổi việc mình. Lúc nào việc ta cũng là do nhân viên sai, rồi khách hàng lúc nào cũng đúng. Nghỉ thì nghỉ, đuổi thì nghỉ. Tôi sợ chắc. Nhưng mà bây giờ mình làm gì được nhỉ? Còn tiền thuốc thang cho mẹ, tiền nhà, rồi cả tiền học của mình nữa. Ôi, ông trời ơi, phải làm sao bây giờ? Tất cả là tại cái tên biến thái xấu xa đấy. Được rồi, đừng để tôi gặp lại anh một lần nữa. Ai, chắc là có ai vừa chửi mình đấy mà. Ai, cái con người này thật là gương mặt đẹp trai của mình bị làm hỏng hết rồi. Mong mà từ nay về sau đừng cho mình gặp lại cô ta nữa, đáng sợ quá. Tuyển nhân viên phát tờ rơi, làm 2 tiếng một ngày. Massage thiên đường, tuyển nhân viên xoa bóp tẩm quất, lương 10 triệu một tháng. Không lành mạnh. Đi tìm mãi mà không thấy cái công việc nào đàng hoàng mà lương ổn cả. Tất cả là tại cái tên chết tiệt xấu xa đấy. Alo, tôi nghe này. Đi từ sáng đến giờ chẳng tìm được cái chỗ đàng hoàng nào mà xin việc cả. Tất cả là tại cái tên xấu xa đấy. Tôi vừa hỏi được cho bà một chỗ này, bà xem là có ưng không nhá. Ơ, thế chỗ đấy thế nào? Làm lao công, tạp vụ cho công ty lớn. Lương cao với ở công việc không vất vả lắm đâu. Mà bà lại còn được hưởng các chế độ nhân viên bình thường nữa đấy. Thế à, được thế thì tốt quá. Tôi cũng chỉ muốn như thế thôi đấy. Bạn tôi nói là công ty này mới thay đổi bộ máy điều hành, cơ cấu nhân sự cũng đang thay đổi. Tại cái cụ lao công như là có phút gì đấy nên là mới bị cho nghỉ để thay người khác. Để tôi nhờ bạn tôi giới thiệu bà vào làm, chắc chắn là sẽ được ngay. Ngày đầu ấy là lương khá lắm, gấp rưỡi bà làm phục vụ quán cà phê đấy. Vậy à, được như thế thì tốt quá. Thế thì nhờ bà nhá. Ôi may quá, cảm ơn trời Phật, cảm ơn trời Phật đã phù hộ. Đúng là người lương thiện sẽ gặp điều may mắn. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Chào anh, tôi là nhân viên mới. Là cô? Cô? Là anh. À, tưởng thế nào, ăn mặc đẹp vào quán cà phê trêu ghẹo chị em phụ nữ, hóa ra là làm bảo vệ ở đây à? Này, cô nói cái gì đấy? Mà nói ngang nhiên ở nhà mình thế à? Này nhá, tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng là anh làm tôi bị đuổi việc là tôi sẽ thất nghiệp nhá. Cô bị đuổi việc á? Ý cô là vì tôi nên cô bị đuổi việc? Người tốt thì trời độ thôi. Từ bây giờ ấy, tôi là nhân viên chính thức ở đây. Anh đừng có nghĩ vị trí của anh cao hơn tôi mà anh có thể bắt nạt tôi nhá. Tôi không sợ đâu đấy. À, cô thì ghê rồi. Nhưng mà làm được bao lâu thì lại là một chuyện khác đấy. Này,
Tôi với anh ấy không biết là ai sẽ out trước đâu. Tôi sẽ ở đây để chờ ngày nhìn thấy cái tên biến thái nhanh bị tống cổ ra khỏi công ty. Cô, cái người ngang ngược kia nhá, cô cứ chờ đấy. Dương, anh làm việc ở công ty này à? À, ừ. Lâu lắm không gặp em. Em gầy đi nhiều đấy. Cảm ơn anh đã quan tâm. Dương này, anh muốn nói là... Tưởng ai? Hóa ra là cô à? Mà dạo này trông cô cũng xinh xắn phết đấy. Thế mà lại phải đi làm lao công ở công ty tôi à? Trông cô cũng hợp với cái bộ dạng mà phải đi quét dọn với cả cọ nhà vệ sinh phết nhỉ? Dù là tôi có làm công việc gì đi chăng nữa ấy, thì tôi cũng kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ không xấu xa như ai đó. Này, ý gì đấy? Người ta nói có tật ý, thì giật mình. Cô làm gì thì tự cô biết. Tôi bận rồi. Này, vừa mới gặp lại người yêu cũ đã thái độ như thế là sao? Sao là sao? Thì anh cũng bất ngờ khi thấy cô ở đây thôi. Anh nên nhớ là ai cho anh cái chức trưởng phòng này đấy nhá. Anh mà dám thay lòng ấy, đừng có trách tôi đấy. Anh biết rồi, khổ quá. Lại ghen tuông vớ vẩn. Anh chấm dứt với cô ta rồi. Chả phải hôm đấy em cũng thấy anh đã làm gì đấy à? Thôi, anh xin lỗi, đừng giận đấy nhá. Thì ra là bị hắc khóa vì người yêu cũ, nên gặp ai cũng nghĩ là người ta xấu với biến thái hết đây mà. Nhưng mà lúc cô ta khóc nhìn cũng yếu đuối nhỉ. Tội nghiệp. Hay là bỏ qua đi. Này, không cần. Không dùng cũng được. Nhưng mà cô đừng hao tổn tâm sức vì một kẻ mà đã thay lòng đổi dạ với mình. Mà hãy dồn tâm sức của mình vào công việc và ước mơ sẽ tốt hơn đấy. Sao dạo này cô ta hay qua lại với cái tên bảo vệ đấy thế nhở? Lại còn thân thiết với nhau nữa chứ. Chả lẽ mọi người đồn chuyện tình cảm của anh bảo vệ và cô lao công là thật hay sao? Cũng đúng thôi. Nồi nào thì úp vung nấy cả mà. Đúng vậy. Phương trình này có nhiều cách giải lắm. Đây là một cách này. Và còn một cách khác nhanh hơn nữa cơ. Tức là khi em rút hết biến về đây này, thì nó sẽ ra kết quả nhanh hơn. Ui, đúng thật nhở. Anh giỏi thật đấy. À, em nhớ ra là còn việc ở công ty em chưa làm. Bây giờ em phải quay về công ty đây. Ờ, hôm nay học tới đây thôi, mình đi về đi. Em có sao không? Em ngồi đi. Trà của cô đây ạ. Này, sao nóng thế? Cô... Tôi nói cho cô biết nhá. Đừng có tưởng là làm lao công tạp vụ ở đây ý mà dễ. Cái gì cũng cần chuyên môn cả đấy. Người không có đầu óc như cô ấy, không phải muốn làm là làm được đâu. Anh Hoàng nhỉ? Đúng rồi. Làm việc ở công ty này thì vị trí nào cũng phải cần đến chuyên môn. Nếu cô không làm được ấy, hay là xin nghỉ đi. À, dạ, để tôi đi pha lại trà. Khoan đã. Dọn cái đống rác kia đi, rồi muốn làm gì thì làm. Dạ vâng ạ.
Sao thế? Sao lại ngồi đây khóc? Liên quan gì đến anh chứ? Cho cô này, hình như là hôm nay cô chưa ăn gì. Không cần anh quan tâm. Ừ. Cô ấy bình thường cũng mạnh mẽ lắm cơ mà, còn đánh đá đến cái mức mà đánh cả khách hàng cơ. Nhưng mà tại sao lại yếu đuối trước mặt họ như vậy? Anh thì biết gì mà nói chứ. Tôi biết thừa rồi. Người yêu cũ và tình địch cũ chứ gì. Cô phải mạnh mẽ lên chứ. Nhưng mà tôi lấy cái gì mà đấu với bọn họ đây? Tôi chỉ là một đứa lao công, còn họ là thiên kim tiểu thư của giám đốc. Chính vì vậy nên anh ta mới bỏ tôi để đi theo cô ta. Ờ, à, thì ra là vậy. Nhưng mà cô không được coi thành bản thân mình. Dù ai có làm gì, nói gì đi chăng nữa thì cô vẫn là một đứa con gái đáng yêu và giỏi giang nhất trong mắt bố mẹ của mình, đúng không? Thì ra anh cũng biết nói chuyện phết đấy. Cô vui rồi kìa. Này, cô ăn đi, đừng bỏ đói bản thân mình như thế. Cô vẫn học cái này sao? Tôi muốn học để không phải làm những công việc như thế này nữa. Những công việc thế này thì làm sao? Hay là cô đang coi thường nghề của mình à? Không phải như vậy, nhưng mà chỉ có việc học mới giúp tương lai của tôi tươi sáng hơn, giúp tôi có thể giúp bố mẹ và em trai của mình. Cô để tôi chỉ có học nhá. Thôi đi, anh chắc gì đã hiểu hơn tôi và đòi dạy tôi. Cô đừng coi thường tôi. Nhìn tôi như vậy thôi, chứ bằng gì tôi chả có. Chứng chỉ tiếng Anh này, bằng đại học này, thạc sĩ tôi có hết đấy. Nếu mà như vậy thì tại sao anh phải làm nghề này? Chả vì sao cả, chỉ là tạm thời thôi. Sao, tôi dạy cô học được không? Nếu được như vậy thì tốt quá, anh dạy tôi nhá. À. Anh Hoàng, anh dám đứng núi nọ trông núi kia à? Anh đang ghen đấy à? Tí về phải ăn nữa. Hai người cũng xứng đôi vừa lứa đấy. Mà này, hai người cũng giỏi thật đấy. Có thể thân mật với nhau ngay cả ở chỗ này nữa. Sợ là cả thế giới không biết về chuyện tình giữa cô lao công và anh bảo vệ à? Thì sao? Công ty đâu cấm nhân viên được yêu nhau đâu. Không cấm, nhưng mà tôi thấy chướng mắt. Theo như tôi thấy ấy, là có người đang cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của người khác đấy. Mày nói cái gì cơ? Này, đây là công ty, không phải là cái chợ để cô thích vung tay lên đánh ai thì đánh đâu. Mày được lắm. Một cái thằng bảo vệ quen mà dám lên mặt vênh váo như thế á. Được rồi, thích dùng luật chứ gì. Cô đi về công ty lau dọn lại cho tôi. Tôi thấy cô làm chưa sạch. Ừ, nhưng mà đây đang là giờ nghỉ trưa của tôi mà cô. Cô bị điên đấy à? Lao công tạp vụ thì làm gì có giờ nghỉ trưa. Ở đây ấy, phải làm cho xong việc thì mới được nghỉ trưa nghe chưa. Nhưng mà bảo vệ với lao công cũng là con người, cũng cần có giờ nghỉ trưa và được ăn trưa chứ ạ. Nghe tôi nói cho rõ đây này. Ở đây nhá, lao công và bảo vệ thì không có giờ hành chính như những nhân viên khác đâu. Cho nên là ấy, làm được thì làm, còn nếu không làm được ấy, thì nghỉ đi, có thế thôi. Điều luật nào nói rằng bảo vệ và lao công không được nghỉ trưa? Cái quy định nào của công ty bảo rằng là lao công và bảo vệ phải làm ngoài giờ hành chính? Điều đấy là nội bộ của công ty. Tại sao tôi lại phải nói với anh? Tôi và cô Dương đây ký hợp đồng với công ty đàng hoàng, với vị trí nhân viên lao công và nhân viên bảo vệ. Vậy thì cùng là nhân viên với nhau rồi, nó khác nhau cái gì chứ? Được lắm. Dám trả treo với tôi à? Cứ đợi đấy. Cố tình đấy à? Rõ ràng là tại cô mà. Mau dọn đi. Dọn bằng tay, không được dùng chổi. Đủ rồi đấy Mì ạ. Sao thế? Anh xót cô ta à? Cô ta làm vỡ cốc trước mặt sếp thì phạt như thế là còn nhẹ đấy. Mà chẳng phải là anh đã biết về chuyện tình của cô lao công và anh bảo vệ rồi hay sao? Em thôi đi. Em dừng lại được không Mì? Tôi không thích đấy. Tôi muốn anh phải nhìn thấy những cái cảnh như thế này hàng ngày cơ. Bây giờ cô có giọng không? Không phải là mẹ cô đang ở trong bệnh viện phải chữa bệnh nặng hay sao? Cô có muốn có lương để chữa bệnh cho mẹ không? Hay là muốn bị đuổi việc?
Dừng lại. Đây là mảnh thủy tinh vỡ, đứt tay em bây giờ đấy. Em không sao, anh kệ em đi. Kìa, người yêu của cô đến rồi kìa. Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ. Nhưng mà tiếc thật đấy, bây giờ thì anh cũng đã bị đuổi việc rồi. Bởi vì anh đã làm mất đồ của công ty. Cô nói cái gì? Sợi dây chuyền tôi để trên bàn sáng nay đã bị mất trộm rồi. Mất trộm á? Đúng, sợi dây chuyền tôi để trên bàn sáng nay đã bị mất cắp rồi. Anh là bảo vệ mà lại để cho việc mất trộm trong công ty xảy ra, đương nhiên là anh phải có trách nhiệm rồi. Tôi nghi ngờ là một trong hai người đã lấy cắp sợi dây chuyền của tôi. Cô đã bắt nạt chúng tôi quá nhiều rồi, nhưng mà cô đừng xúc phạm chúng tôi như thế chứ. Tôi đã kiểm tra hết tất cả mọi người trong công ty rồi, chỉ còn hai người là chưa thôi. Nếu như thế thì để tôi kiểm tra xem nào. Cô làm gì vậy? Cô không lấy thì việc gì cũng phải sợ đúng không? Cô làm gì vậy? Đúng như tôi nghĩ mà. Người mà cần tiền nhất ý thì lại chính là người đang lấy cắp. Có đúng không anh Hoàng? Bằng chứng đã rõ ràng như thế này rồi, cô còn gì để chối nữa không? Không, không phải tôi lấy. Tôi không biết tại sao tự nhiên cái dây chuyền lại xuất hiện trong túi của tôi. Không phải tôi. Làm gì có kẻ phạm tội nào nhận tội như thế đâu. Thôi, dù sao ấy, hai người cũng thậm thụt qua lại với nhau như thế, chắc chắn là đồng phạm rồi. Hai người đã bị đuổi việc. Cô lấy quyền gì ra ở đuổi việc chúng tôi? Việc đuổi việc này là do ban lãnh đạo và phòng nhân sự làm việc cơ mà, trưởng phòng Mi. Anh đừng quên, tôi là con gái của giám đốc công ty này. Mọi việc trong công ty này tôi đều có quyền quyết định. Thứ nhất, cô chưa đủ chứng cứ để kết luận rằng Dương lấy trộm dây chuyền của cô. Thứ hai, công ty này có lắp camera ngầm. Mày đi kiểm tra camera trước đi. Này, anh là cái thá gì mà đòi xem camera? Ở đây ý, chỉ có chủ tịch mới được xem thôi. Tại sao lại không chứ? Tôi thích xem lúc nào mà chẳng được. Anh nói cái gì đấy? Alo, bố ạ. Con mau tẩu tán hết các tài liệu phi pháp đi. Chủ tịch mới đang kiểm tra tất cả các giấy tờ đấy. Sao cơ? Chẳng phải là chủ tịch mới vẫn đang ở nước ngoài, chưa chính thức về nước hay sao? Bố cũng vừa mới biết tin. Chủ tịch mới đóng giả làm bảo vệ để đi điều tra đó. Còn nhanh lên không bố con mình vào tù hết bây giờ. Anh là chủ tịch mới á? Dựa hơi bố làm giám đốc công ty, lạm dụng chức vụ, coi thường quy định công ty, bắt nạt nhân viên cấp dưới, ăn chặn công quỹ. Những việc làm này của cô, bố cô và anh ta, tôi đã điều tra được hết rồi. Và toàn bộ chứng cứ của mấy người đã bị tôi nắm được. Chủ tịch, em sai rồi ạ. Anh, bây giờ anh bắt em làm cái gì cũng được. Nhưng mà em xin anh đừng bắt em ra pháp luật có được không ạ? Tôi cũng bị bố con cô ta đưa vào chồng thôi, chứ tôi không ăn chặn gì cả. Về những việc này, mời mấy người ra trước tòa rồi trình bày sau nhé. Đi. Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, nhưng mà chỉ có làm như vậy thì anh mới điều tra được về công ty bị thất thoát và làm ăn thua lỗ được. Chúc mừng anh, chủ tịch. Em đi đâu vậy? Em bây giờ là anh là chủ tịch rồi. Tôi có hơi bất ngờ nên... Anh đã không thể điều khiển được suy nghĩ của mình thôi nghĩ về em. Những gì mà anh giấu em không phải là anh trêu đùa em, mà là anh thích em thật sự đấy. Trước đây em tình yêu của anh bảo vệ rồi. Vậy bây giờ em có thể thích một người chủ tịch như anh được không? Xin chào các bạn, chào các cô, các chú và các bác. Chắc hẳn là tất cả mọi người vừa được xem xong một tập phim rất hay đúng không ạ? Thì ở kênh FM TV ấy, có nhiều lứa tuổi xem quá, nên cháu xin phép được xưng hô là mình cho nó phù hợp ạ. Mình là Toàn Phan. Mình là Chuyên Dương. Và đây là Diễm My và Mạnh Đức. Đó. Bật mí với mọi người một bí mật, đấy là ở ngoài đời hai bạn diễn viên phản diện rất là đáng yêu và tốt bụng luôn, còn là điểm tựa tinh thần của cả nhóm nữa đấy. Nếu như mà mọi người yêu quý nhóm mình ý, thì có thể kết bạn với từng thành viên qua Facebook ở trong phần mô tả bên dưới nhé.
Còn nếu mọi người yêu thích nhóm mình thì rất đơn giản thôi, hãy ấn nút like ở bên dưới nhá. Đó, thì bây giờ mình xin thay mặt cho đội ngũ FM TV muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng mình. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ ạ. Bố mẹ anh chắc sẽ vui lắm, mong đợi em phải xa mắt ông bà anh suốt ngày cứ nhắc sao bao năm chẳng về sớm ai về. Ông bà cũng đã xa lắm rồi, anh muốn đưa em dạo qua.